chào tất cả các bạn. Rất vui để gặp lại mọi người ở trong kênh DT Phim của anh Tính nha mọi người. Đây là một số món ăn gia đình đơn giản mình sẽ giới thiệu tới cho mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu món càng cua tuyết nha. Càng cua tuyết cháy bơ tỏi. Càng cua tuyết á, trước khi mà mình tiến hành mình cháy bơ tỏi á, thì mình sẽ xả đông. Tiếp theo là mình sẽ luộc càng cua tuyết lên ha. Càng cua tuyết mà khi mà mình luộc lên á, thì cái thịt ở phía trong á, nó sẽ săn lại, nó sẽ rất là ngon ha. Rồi mình sẽ cho một miếng đường vào ha. Đường sẽ giúp cho cái càng cua tuyết á, nó sẽ ngọt hơn. Tại vì trong nước nó làm cái càng cua lạc đi, cho nên mình phải để đường vào ha. Đó, ban đầu á, mình phải chuẩn bị một số cái nguyên liệu quan trọng để mà mình tiến hành thực hiện món này. Món này thì mình cần có là tỏi. Tỏi á, thì mình sẽ để vào máy mình xay. Khi mà mình để vào máy xay á, thì nó sẽ giống như nó bị dập á mọi người. Thì nó sẽ ra nước, thì mình khi mà mình phi á, nó sẽ thơm hơn, ngon hơn. Nếu mà mình thích ăn cay á, thì mình có thể bỏ ớt vào mình xay luôn nha. Thì cái độ cay của ớt nó cũng sẽ tăng lên. Một phần tỏi là không có ớt và một phần tỏi là có ớt. Nếu mà mình thích ăn cay nhiều thì mình sẽ để phần tỏi có ớt nhiều vào. Càng cua tuyết mà khi mà mình luộc lên á, thì cái thịt ở phía trong á, nó sẽ săn lại, nó sẽ rất là ngon ha. Nhìn hấp dẫn chưa, đỏ tươi luôn. Sau khi mà mình luộc xong rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình gấp ra. Mình gấp ra để mình để cho nó nguội, chút xíu mình cắt nó sẽ dễ dàng hơn. Món càng cua tuyết cháy bơ tỏi này rất là đơn giản. Mọi người đều có thể tự làm tại nhà hết ha. Xếp càng ra, trời nhìn nó tươi, đỏ, rất là thơm. Mình sau khi mình để cho càng cua tuyết nó nguội rồi ha mọi người, phải tiến hành là mình sẽ cắt càng cua tuyết. Đó, mình cắt cho nó xéo xéo một chút xíu vậy đó mọi người. Thì cái càng cua tuyết của mình á, mọi người nhìn nè, mình sẽ nhìn thấy phần thịt phía trong luôn. Còn mấy cái phần mà cái khủy thì mình sẽ bỏ hết nha. Đó, rồi mình cắt xéo xéo. Rồi tiến hành tiếp theo là mình sẽ cắt ở phía trong cái phần vỏ luôn. Khi mà mình cắt vậy á, chút xíu mình gỡ ăn nó rất là dễ dàng. Mọi người nhìn vào phía trong nè, thịt không mà rất là đã luôn. Quá trời thịt luôn. Hấp dẫn chưa? Đấy, gỡ ra rất là dễ dàng luôn. Thịt nó trắng, sớ có sớ có sớ. Đặc biệt cái con cua tiết này nó rất là ngọt thịt, rất là thơm. Mình cứ tiếp tục cắt vậy ha, cắt cho tới khi nào hết thì thôi. Đó, còn phần này thì mình chừa lại nha mọi người. Cái phần đùi của cái phần thân của cái con cua tuyết thì mình chừa lại. Mình chừa lại chút xíu nữa mình sẽ cắt sau. Phần nào cũng vậy, mình cắt mình chừa lại cái một chút xíu để nó không bị bể đôi ra. Thì nó cũng mất đi cái độ ngon. Phần phía trên này của cái con càng cua tuyết thì nó không có thịt nhiều nha. Nó chỉ có chủ yếu là phần càng và cái phần thịt ở phía dưới thôi. Thịt của cái vỏ của con càng cua tuyết này nó rất là dai. Nên nếu như mình không cắt trước được á, là mình sẽ không bao giờ ăn được. Rất là khó ăn. Nó dai dữ lắm luôn nha mọi người. Chứ nó không có giòn giống như là cua biển bình thường của mình. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân của cái con cua tuyết nha. Đó, phần thân thì mình cũng cắt cái phía trên luôn để chút xíu mình gỡ thịt nó ra rất là đơn giản. Đó, phía trong này rất là nhiều thịt. Nhưng mà cái thịt ở phần này á, thì nó không có cái độ dai của nó không có bằng cái phần chân. Phần chân thì nó ngọt hơn, dai hơn. Phần trên này thịt nhiều nhưng mà cái độ ngọt của nó không bằng. Mình cứ cắt đều hết cho nó nở ra chút xíu mình bẻ nó rất là đơn giản. Mình tách ra rất là nhẹ nhàng luôn. Món này á, cực công nhất chỉ có cái khúc cắt thôi. Còn qua khúc này rồi thì nó rất là dễ dàng luôn.
mình đã cắt xong rồi nha mọi người. Giờ tới công đoạn tiếp theo là mình chuẩn bị nguyên liệu nha. Nguyên liệu gồm có dầu ăn. Mình sẽ để dầu vào chảo cho nó dầu nó nóng. Rồi bắt đầu là tỏi. Tỏi, đường, nước mắm. Nước mắm trong nha mọi người. Và không thể thiếu đó là bơ thực vật nha. Bơ thực vật thì nó sẽ tốt hơn. Đó, dầu nóng rồi nha mọi người. Thì mình tiếp tục mình bỏ tỏi vào. Mình cũng phi tỏi cho nó vàng. Nó có vàng, màu vàng. Thích ớt nhiều thì mình để ớt nhiều nha. Rất là thơm luôn. Mình cứ đánh đều tan cho tan tỏi hết. Rồi tiếp tục được cho nó vàng lên. Tỏi của mình tới đây là gần được rồi nha mọi người. Gần được rồi. Một chút xíu nữa thôi. Tiếp theo mình thích ăn tỏi củ thì mình để thêm một ít củ vào ha. Nhìn món ăn của mình nó sẽ hấp dẫn hơn. Nó chuyển màu rồi đó mọi người. Như vậy là chuẩn sắp được rồi đó. Nó mọi người nhìn thấy không? Tỏi nó đã chuyển sang màu vàng rồi. Rất là thơm luôn. Tiếp theo là mình sẽ để đường vào nha. Mình để đường theo cái nhu cầu của mình. Mình thích ăn ngọt thì mình để hơi nhiều một chút xíu ha. Đó, mình đánh cho đường nó tan. Thấy đường nó cũng tan tương đối rồi ha. Mình tiếp tục mình cho nước mắm vào. Rồi mình đánh đều lên. Càng cua tuyết cháy bơ tỏi á, mọi người có thể làm tại nhà nha, nó rất là đơn giản. Mình đánh cho cái nước sốt của mình nó sệt 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 ha. Rất là đã luôn, cái màu rất là đẹp. Vàng ươm luôn. Mình đánh cho khi nào mà nó lên bọt nha mọi người. Đó, bắt đầu lên bọt nhẹ nhẹ rồi đó. Bọt đó, nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó cái phần chút nó bám lên cái con cua nó sẽ giòn hơn. Giờ tiếp tục mình sẽ cho một ít bơ vào để cho món ăn của mình nó thơm hơn. Bơ nó sẽ làm cho món ăn của mình nó béo hơn, thơm hơn, hấp dẫn hơn nha mọi người. Nước sốt của mình tới đây là đã ok rồi đó. Mình đánh thêm chút xíu cho nó nhìn nó đánh cho nó ra bọt thêm một chút xíu nữa nha. Đó, trời ơi, vàng hươm vậy là ok rồi nè. Giờ mình sẽ cho càng cua tuyết vào nha. Đó, mình để càng cua tuyết vào. Mình sẽ cho cái phần thân của con cua tuyết vào trước. Đây, phần này thịt nó nhiều. Rồi tiếp theo mình sẽ để càng chân ngoe của bắt con cua tuyết vào. Này mình làm cỡ khoảng 3 con hơn 3 con cua tuyết á. Rồi mình trộn đều lên. Trộn đều lên cho cái gia vị á, nó sẽ tất cả gia vị nó sẽ đều thấm vào cái con cua. Mình trộn đều khoảng 3-4 phút nha. Đó. Như vậy là tương đối ok rồi đó mọi người. Món ăn của mình á, như vậy là đã ok rồi ha. Mình cứ trộn đều thôi. Để cho gia vị nó thấm vào cái con cua. Như vậy thì con cua của mình sẽ hấp dẫn hơn. Nó sẽ thấm được gia vị vào hơn. Khi mà mình nấu càng cua tuyết á, thì mình sẽ để lửa riu riu chút xíu nha mọi người.
nó để cho gia vị nó thấm hơn và nó không bị khét cái phần tỏi của mình. Đi kèm cái món ăn kèn cua tuyết hay là bất cứ một món hải sản nào thì mình cũng cần có phần nước chấm nha. Nước chấm thì mình làm nước chấm này là nước chấm hải sản. Nước chấm hải sản này là mình làm muối ớt đỏ ha. Nguyên liệu gồm có muối, đường, hạnh và một số nguyên liệu quan trọng khác. Đó, mình đánh đều hết tất cả các gia vị cho cái muối của mình nó sền sệt, vậy là thành công rồi nha. Và đây là món càng cua tuyết trái bơ tỏi của mình. Nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Nếu mọi người thấy thích á, thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người ạ.